Vâng, xin chào quý vị và các bạn nhé. Như đã hẹn thì hôm nay Vương Thỏ TV sẽ làm một con gấu, hướng dẫn mọi người làm một con gấu từ bóng bay nghệ thuật nhé. Ở đây mình có một quả bóng màu lâu xám này. Đấy. Các bạn bơm bóng lên này và buộc nó lại. Các bạn bơm bóng lên, chừa cho mình khoảng 6 ngón tay nhé. 6 ngón tay này. Bơm bóng lên xong là các bạn sẽ bơm pop, 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 mềm đều bóng này. Và trước tiên, cái bước đầu tiên thì các bạn đo cho mình khoảng 5 ngón tay. Đo cho mình khoảng 5 ngón tay. Và các bạn sẽ bóp mềm của bóng này, bóp mềm của bóng này. Đấy. Đấy. Để cái phần này nó mềm này. Tiếp đến các bạn làm cho mình một quả bóng khoảng 4 ngón tay. Đây các bạn làm cho mình một quả 4 ngón tay này. Và làm một quả nhỏ nữa. Làm một quả nhỏ nữa nhá, một quả nhỏ này. Đấy. Và làm tiếp cho mình một quả bóng 4 ngón tay này. Làm tiếp một quả bóng 4 ngón tay này. Tiếp là một quả nhỏ nữa này. Đấy. Và tiếp đến các bạn làm cho mình một quả bóng 4 ngón tay nữa nhá. Đây, làm cho mình một quả bóng 4 ngón tay nữa này. Và các bạn sẽ khóa nó lại với nhau như thế này. Sẽ khóa nó lại với nhau như thế này nhá. Ok. Vậy là mình sẽ được một hình như thế này này. Và tiếp theo quý vị và các bạn sẽ kéo quả bóng nhỏ này lên và xoắn nó lại nhé. Đấy, bên này cũng vậy này. Ok, vậy là mình đã được hai cái tay của nó này. Và tiếp theo phần đầu của nó thì cái quả đầu tiên này này, bằng 5 ngón tay này, các bạn sẽ chia cho mình là hai quả. Đấy, một quả nhỏ thôi, một quả nhỏ thôi, một quả nhỏ như này. Và mình sẽ luồn qua đây. Mình sẽ luồn qua đây này. Đấy. Vậy là mình đã được một cái phần đầu của nó nhé. Tiếp đến các bạn làm cho mình một quả bóng bằng 6 ngón tay. 6 ngón tay này. Và làm cho mình hai quả bóng nhỏ nữa này. Hai quả bóng nhỏ này. Hai quả bóng nhỏ này. Và tiếp đến các bạn sẽ gặp lại, sẽ gặp đôi lại này. Làm cho mình một quả bằng 6 ngón tay nữa này. Đấy. Các bạn sẽ xoắn nó vào phần cổ này. Ok chưa? Còn cái phần này thì các bạn bóp dài ra. Đây. Đây nhá. Mình sẽ được một hình như này này. Và tiếp đến các bạn làm cho mình một quả bóng bằng 6 ngón tay nữa. Mình sẽ luồn lên trước này, này. Đấy. Các bạn hình dung ra. Và còn cái phần thừa này thì mình sẽ xoắn nó vào phần cổ. Ok. Vậy là mình đã làm xong một chú gấu rồi này. Sẽ vặn cái tai này của nó xòe ra này. Tai này cũng xòe ra này. Và mình sẽ vẽ mắt cho, vẽ mũi cho chú gấu này nhé. Và ở đây mình sử dụng một cây bút lông màu đen này. Đấy. Và các bạn sẽ vẽ mắt. Mắt thì các bạn vẽ trên này. Đấy. Mũi này. Mình sẽ vẽ mắt nhé. Đây này. Mắt là Sharpie nào?
Ok. Mũi này. Ok, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn xong mọi người làm một chú gấu nhé. Một chú gấu đây. Mọi người xem video thấy hay thì nhớ cho Vương Thỏ TV một lượt like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho Vương Thỏ TV nhé. Và đây là clip trước mình đã hướng dẫn mọi người là một bông hoa hồng kết hợp với hình trái tim như thế này nhé. Mọi người đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những để xem những video tiếp theo của Vương Thỏ TV nhé. Đây ạ. Ở đây thì bông hoa hồng này mình sử dụng ba quả bóng bay này, một quả màu hồng này, một quả màu xanh và một quả màu tím này. Quả màu hồng thì mình sẽ làm lụ của bông hoa hồng này. Quả màu xanh thì mình sẽ làm phần lá này, phần cành này, phần thân này. Còn hình trái tim này thì mình làm màu tím. Và clip hôm nay Vương Thỏ TV đã hướng dẫn mọi người làm một con gấu này. Clip sau mình sẽ làm một con vật khác nhé. Và mọi người xem video thì đừng quên cho Vương Thỏ TV một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho Vương Thỏ TV nhé. Chia sẻ video rộng rãi để cho mọi người cùng biết nhé. Con gấu này, một bông hồng này. Thôi, video này thì Vương Thỏ TV cũng xin tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video nhé.